Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Hải quan thành phố tăng cường tuần tra kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để các đối tượng tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà, kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà qua đường hàng không, đường biển, cảng biển, cửa sông, kho ngoại quan, bến bãi tàu thuyền, đặc biệt là khu vực cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thành phố cũng được yêu cầu làm rõ phương thức thủ đoạn, chủ động lập chuyên án để triệt phá các đường dây ổ nhóm, tụ điểm tại các địa bàn dễ phát sinh hoạt động vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà, kiên quyết xử lý các đối tượng chủ mưu cầm đầu, chủ đầu nậu, tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà.